thu sức đèn đi chơi, em sức đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao với đèn ông trăng, em hát ca em mua từng bừng. Tùng dinh dinh tắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh tắt tùng dinh dinh. Em sức đèn em đón ông Lâm, tùng dinh dinh tắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh tắt tùng dinh dinh. Em sức đèn em đón chị Hằng. Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hề Mini. À, các bạn có thấy cái lồng đèn ngôi sao này như thế nào? Và cũng sắp đến mùa trung thu đến rồi, không biết là các bạn đã được ba mẹ của các bạn đã mua lồng đèn cho các bạn chưa? À, nếu các bạn nào mà chưa được ba mẹ mua lồng đèn, hãy yên tâm. Giờ đây chú Hề Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm về cái lồng đèn bằng bóng bóng độc nhất để đi đón trung thu trong mùa trung thu năm nay nha. Rồi, để làm được cái lồng đèn ngôi sao thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng đó chính là một quả bóng màu vàng. Rồi, bơm lên. 1, 2, 3 hơi. Đó, được khoảng như vậy nha các bạn. Sau đó chúng ta cột lại, bật cái đèn lên đó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ canh tặng 4 ngón tay. Đó, 4 ngón tay. Rồi, tặng một nút nhỏ, khóa nó lại. Sau đó tiếp tục khoan tặng 4 ngón tay với cái này, lại một nút nhỏ, khóa lại, và lại 4 ngón tay, một nút nhỏ, khóa lại, đó, và 4 ngón tay, một nút nhỏ, khóa lại, và cái cuối cùng, thành 4, một nút nhỏ, khóa lại, đó, sau chúng ta sẽ gắn nó vào đây, chúng ta sẽ được 5 cạnh, đó, 5 cạnh, ngũ giác đều. Cho năm cạnh bằng nhau nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta cũng sẽ dùng thêm một quả bóng màu vàng nữa. Một quả màu vàng nữa. Bơm lên. Và làm tương tự với cái này. Đó. Bốn ngón tay, một cục nhỏ, khóa lại. Bốn ngón tay, một cục nhỏ, khóa lại. Lục giác đều. Bây giờ chúng ta sẽ gắn hai cái này lại với nhau. Cách chúng ta xuống khoảng 3 ngón tay thôi. Đó. Rồi, ta gắn nó vào. Ta gắn nó vào các cạnh tương ứng nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ thiếu một đốt nữa thôi đúng không nào? Và bơm bơm con bóng màu vàng lên. 1, 2, 3, 4. Rồi, bơm dài dài luôn nha các bạn. Còn lại gắn là đốt cuối cùng. Đó, như vậy là chúng ta đã được hai cái lục giác, ngũ giác, hai cái ngũ giác đều bằng nhau và gắn nó lại với nhau đây các bạn. Hai cái gắn lại với nhau. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng bong bóng màu đỏ. Bơm lên khoảng 3 hơi. 1 2 3. Rồi, 4 hơi luôn. Cùng nó lại. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ gắn vào một cạnh của cái lục giác. Ngũ giác mà tôi nói dùng lục giác hoài vậy ta. Rồi, chúng ta đo khoảng một gang tay nè các bạn. Đo khoảng một gang tay. Rồi, gắn nó vô. Tạo một khóa. Rồi, tạo với một cái nó bằng với cái này. Gắn nó vô. Tương tự còn lại, các cạnh còn lại chúng ta cũng sẽ làm những cái kia cái này. Đó.
Rồi, gắn nó vào. Một gang tay. Wow, như vậy là chúng ta đã xong được một bên của ngôi sao, chúng ta sẽ làm bên còn lại. À, gắn vô cái này. Cái này thật là đơn giản luôn các bạn. Bơm đây. 1, 2, 3, 4. Rồi, ơi là dài luôn. Còn lại. Rồi, gắn nó lại vào một cạnh nha. Rồi, cái này thì các bạn chỉ cần đo một gang tay. Đó, và giữ lại. Rồi, gắn nó vào hạt đậu. Gắn nó vào hạt đậu của phía bên kia thôi. Rồi, rồi tiếp tục bên đây, gắn nó vào một cạnh. Rồi, sẽ được như thế này các bạn. Rồi, còn lại các bạn là tương tự thôi. Một gang tay, gắn vào một cái đầu. Bóp nè, chỉ cho cách nhắc nha, bóp mặt nè. Đó, mặt ơi là mặt chích. Đó. Thì chú hề mini làm ảo thuật đây. Úm ba là. Úm mất. Ghê không? Ừ. Rồi, tách nha. Tiếp tục. Tôi mất màu đỏ đây. Xong thì nó bè bơm lên. Rồi gắn vào cái chỗ nào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái ngôi sao rồi. Yeah. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái cây lồng đèn. Rồi, dùng màu vàng đi. Rồi. Ta sẽ bột lại. Đó. Xong. Cái phần thừa này các bạn bó thật chặt nào. Yeah. Xong rồi, chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Ha, như vậy là đã xong chiếc lồng đèn ông ngôi sao rồi. Chú hề mini có thể đi đón trung thu cũng như là đi xem múa lân bằng cái lồng đèn bóng bóng của chú hề mini. À, để cho nó lung linh nữa thì chú hề mini sẽ gắn thêm chiếc nhẫn hộp xoàn 3,6 carat này vào cái lồng đèn này. Nhẫn hộp xoàn. Gắn vô. Đây, thêm vài cái nữa nha. Wow.
chú Hề Mini đã xong cái lồng đèn ngôi sao của chú Hề Mini cùng với 10 chiếc nhẫn hộp xoàn 3,6 carat trị giá dưới 8 tỷ đồng. Wow. Bây giờ chú Hề Mini sẽ thử tắt đèn xem cái lồng đèn ngôi sao của chú Hề Mini có lấp lánh như thế nào nha. Wow, rất là lấp lánh luôn các bạn ạ. Kiểu này là đi rước đèn ngôi sao được rồi. Không biết lần này chú Hề Mini có thể lấy cái lồng đèn này đi rước Trung Thu được không? Theo các bạn thì sao nào? Đúng rồi, mình phải gắn thêm xung quanh vào mấy cái cạnh này nữa. Để chú Hề Mini đi lấy thêm chiếc nhẫn hộp sạc. Thôi như vậy là đã xong cái lồng đèn ngôi sao lấp lánh đây. Đó. Chà, quá đẹp luôn. Chuyện này là đi rước đèn được rồi. Ai có thích không nào? Rồi tất cả các bạn ơi, bài tập về lồng đèn ngôi sao đã đến đây đã kết thúc. Đó, chúc cho tất cả các bạn làm về thành công cái lồng đèn này để đi đón Trung Thu một cách mới nhất, lạ nhất là và độc nhất. Đó, đi đón bằng lồng đèn ngôi sao bằng bong bóng chưa ai có. Rồi các bạn, nếu mà thấy clip này hay thì hãy like và share clip cho chú Hề Mini, cũng như đừng quên subscribe kênh chú Hề Mini và ấn cái chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất và bài tập sau. Các bạn muốn chú Hề Mini làm về con gì thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú Hề Mini bây giờ đi rước đèn Trung Thu, đi múa xem múa lông đây. Yee!